Không, có ai nhận ra bài gì không nào? La 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 la. Đây là ca khúc Nữ Nhi Tình, rất là hay, rất là nổi tiếng, và ca khúc này vang lên rất là nhiều trong bộ phim của Trung Hoa là Tây Du Ký. Thời gian vừa qua thì mình cảm thấy rất là tri ân là được sống trọn vẹn với đam mê của mình và được kết nối với những trái tim đồng điệu âm nhạc và được kết nối với càng nhiều bạn hơn. Và các bạn yêu cầu Mạnh chơi những tác phẩm thật là hay và giúp cho Mạnh có nhiều cảm hứng để Mạnh chơi đàn để tặng cho các bạn nhiều hơn nữa đó. Và đây cũng là một món quà để dành tặng cho một cô học trò rất là yêu quý của Mạnh, dành tặng riêng cho cô học trò này cũng như là cho tất cả các bạn luôn đó. Hãy cùng nghe, hãy cùng thưởng thức, và nếu được thì có thể đàn theo cùng với Mạnh nha, bởi vì mình để xiết nhạc để cho các bạn đàn cùng với Mạnh đó. Hãy cùng đến với ca khúc Nữ Nhi Tình và đàn cùng nhau nhé.
Các bạn thấy tác phẩm này được mình piano phối có dễ không nè? Nhớ rằng mình piano có thể chơi được nữ nhi tình thì các bạn cũng chơi được đó nha. Enjoy!